Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2018 thì bọn em vừa về được một mẫu xe Toyota Innova với phiên bản G xịn sản xuất năm 2008 và đã được chuyển sang form mới 2019. Chiếc xe này thì phần đầu xe đã được chuyển sang form mới cho nên nó sẽ nguyên bản như thế này và nan răng đúc là nan răng chữ Y. Và đặc biệt con xe này nó là trang bị cho mình hai túi khí chứ không phải là một túi khí như những chiếc xe đã Innova 2008 đời đầu quay trở lại với 2006. Nó hoàn toàn là form mới rồi. Thì chiếc xe này là bọn em sẽ bán mức giá là 335 triệu đồng cho anh chị và các bạn có thể mua về phục vụ đi trong gia đình trong cái dịp cuối năm nay và nó có thể chạy dịch vụ trên mẫu xe này. Con này thì hoàn toàn là không có một lỗi gì và máy gầm thì đại chất. Hiện tại trời thì đang mưa cho nên là em sẽ quay nhanh một chút để cho anh chị các bạn có thể xem được về phần sơn. Xe thì là sơn màu bạc. Sơn thì khá là đều xe và về phần sơn thì quý vị các bạn yên tâm. Xe đã được lắp một cái cản đuôi gió ở sau xe. Biển số 14A24730. Con xe này không có một lỗi gì nhé tất cả mọi người. Đó. Còn đây là nội thất của xe, nội thất thì sạch sẽ. Nội thất tương đối là sạch sẽ. Và em sẽ quay luôn cho anh chị các bạn xem qua phần keo chỉ của tất cả các cánh luôn. Rất là rõ nét một một. Một con xe không có lỗi nha. Nội thất sạch sẽ và gầm bệ con này máy móc rất là chắc chắn. Tất cả mọi thông tin và những chốt bản lề vẫn còn zin. Tất cả mọi thông tin thì quý vị các bạn hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được chiếc Toyota Innova với phiên bản G 2008 form mới này. Giá bán cho anh chị và các bạn là 335 triệu đồng mà thôi. Đó, đây là con Innova G 2008. Cửa giả đóng rất là nhẹ. Và đây là hàng ghế thứ 7, vô cùng là rộng rãi, ngồi 7 người rất rộng và rất là thoáng xe. Innova có lẽ rằng đây là một dòng xe mà 7 chỗ và từ trước đến nay nó vẫn không bị lỗi thời và luôn luôn được người tiêu dùng, anh em trong toàn quốc đều chọn một dòng xe 7 chỗ rất là tin tưởng. Ở đây là những phần xương của sau này. Đó, hắn cũng nguyên bản và keo chỉ cũng vậy. Tất cả những cái đường tôn của xe hoàn toàn là nguyên bản hết. Vì trời rất mưa cho nên em sẽ quay nhanh để cho anh chị các bạn có thể xem được về những cái phần chính của xe. Về nội thất của xe thì rất là sạch sẽ. Tâm ni cũng vậy. Đây là toàn bộ những cái hệ thống keo chỉ và những cái phần bên rìa của xe đây. Hoàn toàn nó còn nguyên. Chủ yếu về phần máy móc con này đại chất luôn. Đây còn tất cả những cái trang bị và những cái option của cái dòng Toyota Innova G thì có lẽ rằng cho đến thời điểm hiện tại thì không còn anh em nào có phải bỡ ngỡ rồi nếu mà chúng ta đã tham khảo và đã tìm hiểu về cái dòng Innova này. Trang bị 4 tổng nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện hết và vô lăng trang bị 2 túi khí. Nội thất sạch sẽ nhé. Và đồng hồ không có báo lỗi gì đâu. Túi khí và phanh ABS không có lỗi gì đâu. Chúng ta thì nhìn thấy là nội thất của nó sạch sẽ rồi thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua cái phần động cơ của xe. Đây là động cơ của xe hơi bẩn một chút, chưa vệ sinh. Nhưng mà máy nổ rất là êm và rất là nhiều, máy rất là khô. Máy khô và nổ êm. Và đồng thời con xe này thì hơi hám, hơi thừa thì không có một vấn đề gì cả. Tất cả những cái đống rằng của xe đây.
hoàn toàn là nguyên bản hết nha tất cả mọi người, nguyên bản hết và con xe không có bị dập đụng gì cả. Về hệ thống capo cũng vậy luôn. Đó, rất là nguyên bản nha. Máy nổ rất êm. Và em cũng sẽ chạy thử cho anh chị các bạn xem luôn. Em sẽ chạy thử cho anh chị và các bạn, test qua cho anh chị các bạn con xe Innova này luôn, để chúng ta có cái nhìn xác thực nhất. Rồi, máy nổ êm lắm. Ok, giờ chúng ta bắt đầu chạy thử nha. Thì dòng Innova này là cái dòng xe mà chạy gầm chắc, chẳng khác gì những chiếc Fortuner. Chạy rất chất và rất là bốc máy. Em sẽ test qua tốc độ cho các bạn. Máy gầm cực sướng và cực khỏe luôn. À, vì đường cũng không cho phép thôi, nhưng nếu mà cung đường mà cho phép thì em có thể chạy lên được tầm khoảng 120 đến 130 cây thì cũng rất là bình thường. Gầm bệ của xe thì chắc là vô cùng. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy này. Innova, một dòng xe 7 chỗ chạy chắc chắn, đầm xe khỏe và rất bốc. Và cái dòng Innova này mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 9 trên 100 cây, rất phù hợp để cho anh em mua về chạy dịch vụ, phù hợp nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Nó là dòng xe 7 chỗ phù hợp nhất hiện nay rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Còn gầm bệ con xe này thì không, chúng ta không phải nghĩ. Vậy chúng ta không phải nghĩ rồi. Chạy rất là khỏe xe luôn. Chắc. Không có đủ độ dài để chúng ta có thể vít cao hơn, nhưng mà có lẽ rằng để mà chiếc xe này mà anh em mua về chạy quá ngon. Tất cả mọi thông tin thì anh chị các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại là 0966 668 121. Và hiện tại bên em đang có người trong khu vực miền Nam, thì anh các tỉnh trong khu vực miền Nam thì đang có những chiếc xe gì đang có nhu cầu bán thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại là 0966 668 121. Có thể đến tận nhà quý vị các bạn, có thể mua tất cả các khu vực trong miền Trung và miền Nam. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.